gần một năm trôi qua rồi, cái chân cuối cùng này nó không chịu đỡ là sao ta? Có khi nào bị hư không? Mẹ ơi, con nghĩ là nó bị thúi ở trong luôn rồi đó. Thôi, chúng ta đem lên chiên trứng ấp la ăn đi mẹ. Không được, dẫu gì cũng là em út của các con. Thôi, để thêm vài ngày nữa, nếu mà nó không nở thì chúng ta sẽ ném bỏ nó. Hả? Hả? Nở rồi kìa. Chào mẹ. Chào các anh. Trời đất ơi, thứ gì mà xấu xí dữ vậy? Không phải là loài rồng chúng ta, mà là yêu quái đó. Không, em không phải là yêu quái. Em là em ruột của các anh đây. Chắc chắn mày là yêu quái rồi. Mau, giết nó đi. Không, đau quá, đừng làm vậy với tôi mà. Không. Dừng lại đi các con. Dù đó không phải là giống loài của chúng ta, đừng có tàn sát nó như thế. Chạy đi sinh vật kỳ lạ kia. Mẹ ơi, con là con của mẹ mà, tại sao lại đối xử với con như vậy? Giết chết nó đi. Thứ yêu quái đó không nên để nó tồn tại trên đời. Nào, đừng để nó thoát. Xuống nước. Chào các bạn. Các bạn thấy tôi có tội nghiệp hay không? Tôi là một sinh vật kỳ lạ, nhưng rõ ràng mẹ tôi là loài rồng. Các anh của tôi cũng là loài rồng, nhưng lại để tôi ra là một sinh vật dị hợm như thế này đây. Họ không những không chấp nhận tôi, họ còn muốn giết chết tôi nữa. Ngon quá. Đằng kia còn có thịt nữa kìa. Thiệt là đã. Đau quá. Có ai cứu tôi không? Tôi còn chưa biết mùi đàn ông nên tôi không muốn chết đâu. Lũ sói chết tiệt, mau tránh xa sinh vật cái đó ra. Mau phụ tôi một tay đi, giết lũ sói đi. Cảm ơn chiến sĩ đã cứu tôi. Tôi nguyện lấy thân này báo đáp cho chiến sĩ. Nhưng tôi còn nhỏ lắm, tôi không có muốn lái máy bay bà già đâu. Thôi, tôi giúp chị, tôi không có mong chị báo ơn đâu. Đi, cậu đừng bỏ tôi lại một mình ở đây, tôi sợ lắm. Làm ơn cho tôi đi theo với. Chị không có nhà hay sao? Mà đồng loại của chị ở đâu? Sao chị không về ở đó đi? Không, tôi không muốn về đó đâu. Đồng loại của tôi ép tôi lấy một tên xấu xa, hôi nách, nên tôi chịu không nổi, tôi bỏ trốn như thế này đi. Tôi và cái sinh vật cái vừa mới được cứu này đã vô hình chung trở thành một cặp lang thang khắp mọi nơi. Tôi đi tới đâu thì cô ta đi theo sau đó, tâm sự, trò chuyện và trai đơn gái chiếc. Thế là lâu ngày lửa gần rơm cũng đã bén. Tôi và cô ta đã yêu nhau và làm những chuyện 30 cộng. Anh ơi, chờ em với. Cẩn thận, phía trước có lũ thằng lằn điện hung dữ lắm, coi chừng đó. Không sao đâu, anh không sợ đâu. Nào, lại đó, tấn công, xé thịt bọn chúng đi. Mấy ngày rồi chúng ta lang thang, không có gì vào bụng cả. Lũ khốn kiếp, chúng mày dám xâm phạm tới địa bàn của bọn tao à? Không những bọn tao xâm phạm, mà bọn tao còn muốn xé thịt lũ chúng mày nữa. Lũ chúng mày có phải hiền lành gì đâu, suốt ngày đi săn kẻ khác, hôm nay bị săn lại, có gì đâu mà bất ngờ dữ vậy. Em à, đừng nói nhiều với bọn chúng nữa. Mau, xé xác và ăn thật no đi. Chờ em với. Chồng yêu ơi, để cho em phao cầu của bọn nó nha. Em thích ăn phao cầu lắm. Tôi và người yêu của mình cứ lang bạc như thế, và chắc có lẽ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời của tôi. Mặc dù vừa mới lớn thôi, tôi đã có được một tình yêu vô cùng to bự. Tôi nghĩ rằng suốt quãng đời còn lại tôi sẽ hạnh phúc như thế. Nhưng cho tới một ngày, chúng tôi bắt gặp bầy đàn đồng loại của người yêu tôi. Hả? Anh ơi, là đồng loại của em kìa. Cuối cùng chúng ta cũng đã tìm được sư tử cái rồi. Nhưng nó đang đi với sinh vật gì thế này? Mọi người, bình tĩnh đi. Đây là người yêu của tôi đó. Anh ấy xuất thân từ gia đình rồng cao quý. Khốn kiếp,
rồng gì mà nhìn giống như là hột vịt lộn dữ vậy? Còn ngươi nữa sư tử cái, ngươi dám bỏ trốn à? Còn yêu sinh vật khác loài nữa, mau về với chúng ta. Nếu không được có trách chúng ta ra tay với cha mẹ của ngươi. Anh à, anh hãy chờ đợi em nha. Sau này em sẽ đi tìm anh, rồi gia đình chúng ta ba người sẽ sống hạnh phúc với nhau. Bây giờ em quay về báo hiếu với cha mẹ đã. À, được rồi, em hãy đi đi, hãy bảo trọng, giữ gìn sức khỏe. Tốt lắm, hai người biết điều đó. Đây, sinh vật rồng hột vịt lộn kia, người mau đi đi, nơi đây không có hoan nghênh người đâu. Ta biết rồi, ta biết rồi. Ta sẽ ở quanh đây chờ đợi người yêu của ta. Nhưng mà khoan, hồi nãy cô ấy nói ba người sống hạnh phúc. Ủa, mình với cô ấy chỉ có hai người thôi mà. À, không lẽ cô ấy đã có con với mình? Không được, vậy thì mình không để cô ấy đi một mình được. À, không, giờ của ta, các ngươi làm gì vậy? À, bọn ta đang loại bỏ tạp chủng ra khỏi người của nó. Loài sư tử của bọn ta là thuần chủng cao quý, không có lại tạp với thứ khác. Cái gì? Chúng mày dám đối xử với vợ của tao như thế? Chúng mày cao quý thần chủ à? Vậy thì tao sẽ trà đạp chúng mày, đưa chúng mày xuống 18 tầng địa ngục, chết đi lũ khôn. Giết chết sáng sáng thứ bẩn thỉu này đi. Chết đi. Tất cả các người đều là bẩn thỉu, tất cả các người không xứng đáng tồn tại trên đời này. Ta sẽ giết hết. Ta sẽ biến nơi này thành địa ngục, không loài nào được tồn tại trên đời này. Các người phải xuống dưới để phục tùng cho vợ của ta, cho con của ta, lũ thấp hèn. Chết hết đi. Cái gì vậy? Quái mà. Sau cái chết của vợ và con chưa ra đời của mình, tôi trở nên căm phẫn, điên tiết. Người của tôi đã bộc phá một nguồn năng lượng cực kỳ ma quái hắc ám, cũng khiến cho người tôi to lên, dữ tợn hơn. Và lúc này bản tính của tôi không còn ngây thơ lương thiện như lúc đầu nữa. Tôi nhìn thấy sinh vật nào sống hạnh phúc, tôi đều căm ghét và ganh tị với bọn chúng. Kết quả là tôi cho bọn chúng chết không toàn thây. Cứ thế mà tôi lại tàn sát và giết tất cả những con khủng long nào trên đường tôi nhìn thấy. Vui quá anh em ha, hôm nay chúng ta lại săn được mồi nữa rồi hả? Tự như vậy không chết đi. Sao giọng của sinh vật này quen quá vậy? Là thứ đó, là tên đệ bốn của chúng ta. Dừng lại đi. Là các anh đây. Thì ra là các ngươi lũ bẩn thỉu, chết đi. Hay lắm. Đúng là một con kỳ lân hắc ám. Tên khốn kia, ngươi là ai? Ngươi biết rõ về thân phận của ta à? Bình tĩnh nào, để ta kể cho anh bạn nghe một câu chuyện. Trước đây tổ tiên loài rồng của anh bạn là vua của muôn loài, được sống trên thiên đàng. Tuy nhiên một ngày, có một con rồng cái lén xuống trần gian và yêu nhau với một con ác quỷ. Kết quả bọn chúng đã có lòng thai. Ngọc Đế biết được, đã đầy loài rồng xuống trần thế. Sau này loài rồng đã để con của mình ra với nhiều hình dạng khác nhau, nào là giao long, thường lùn, vân vân. Trong đó có một hình dạng tàn độc nhất, đó là hình dạng kỳ lân, là người đó. Rốt cuộc người muốn gì ở ta? Ta muốn cùng anh bạn kết hợp với nhau để làm bá chủ cái thế giới này, khiến cho những tất cả sinh vật thấp hèn khác phải phục tùng chúng ta.
À, vậy bây giờ phải làm sao? Hãy tới trung tâm khu rừng, nơi đó đang có thần rừng ngự trị. Giết chết hắn ta, tất cả sinh vật khác sẽ yếu đi. Chúng ta sẽ lật đổ bọn chúng, thống trị nơi này. Ta biết rồi, ta biết rồi. À, thần rừng đã gửi đằng kia. Đây, thứ sinh vật hắc ám tà ma kia. Người tới đây làm gì? Mà cút ra khỏi khu rừng của ta. Người ngự trị ở đây lâu rồi, đến lúc phải cần có kẻ thay thế. Bây giờ ta tới đây lấy cái mạng của ngươi, rồi sau đó trở thành chúa tể nơi này. Không, không, không. Đến lúc rồi, ta sẽ thay đổi tất cả. Dừng lại, dừng lại. Còn quái thú hắc áo kia, ngươi không được làm hại thần rừng. Hả? Không có thần rừng, tất cả cây cối muôn loài sẽ chết hết. Ngươi không được làm bậy. Còn trong cái khốn kiếp này, ở đâu chui ra vậy? À, giọng nói này, hình dạng này, sao quen dữ vậy? Không lẽ, không lẽ là con? Ta không phải là con của ngươi. Không, không, sao con lại hút sức mạnh của thần rừng? Mau dừng lại đi, mẹ xin lỗi con. Xin lỗi con, chị ngày xưa mẹ đã đi tìm con rất nhiều nhưng không được. Quá trễ rồi, ta không có cha, không có mẹ, không có người thân. Thế giới này ta là chúa tể, tất cả các ngươi phải phục tùng ta. Con trai, hãy dừng lại đi, hãy dừng lại trước khi quá trễ. Tại sao ta phải dừng lại chứ? Mẹ biết con đã trải qua nhiều chuyện đau khổ, nhưng mà con có cảm thấy thật sự vui khi làm điều sai lầm này hay không? Câm mồm lại đi. Tất cả muôn loài, kể cả mẹ, các anh của con và kể cả người yêu của con sẽ căm thù con. Mau trả lại sức mạnh cho thần rừng đi. Không bao giờ. Ta phải làm chúa tể, ta phải làm chúa tể. Tốt lắm, ngươi làm tốt lắm đó. Được rồi, hãy lại đây, hãy lại đây. Chúng ta cùng kết hợp với nhau để tạo ra một thực thể mới. Lúc đó ta sẽ có thêm sức mạnh, còn ngươi sẽ sống trong ta. Hả? Ngươi định nuốt ta à? Khốn kiếp, ngươi lợi dụng ta. Rượu mời không uống, uống rượu phạt hay sao? Ngươi là tên ác quỷ khổng lồ. Ngươi dám lợi dụng ta để tàn phá thế giới này. Rồi bây giờ ngươi lật lòng muốn hấp thu ta hay sao? Khốn kiếp, vậy thì ta sẽ cho ngươi chết chung với lại lũ sinh vật thế giới này luôn. Mẹ kiếp mày, cả tao mà mày cũng dám đánh hay sao? Mày coi sức mạnh địa ngục của tao nè. Ngươi sao không sao hết vậy? Ngươi không nhận ra cơ thể ta có gì thay đổi hay sao? Bây giờ sức mạnh ta là chí tôn, ngươi chỉ là một con quỷ thấp hèn mà đòi thay thế tao làm chúa tể à? Chết đi! Không! Thứ bẩn thỉu dám lợi dụng ta để làm chuyện xăm bậy! Ta đã gây ra biết bao nhiêu tội lỗi. Người của ta rướn đầy máu của những sinh vật vô tội. Đến lúc rồi, ta trả lại tất cả cho thế giới này.